Lướt ván trên sông là môn thể thao mạo hiểm đầy hấp dẫn, khiến những ai đam mê nó thì không dứt ra được. Dù đã có từ khá lâu ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng môn thể thao này bị gián đoạn một thời gian dài. Phải đến năm 2006, các thành viên có cùng sở thích mới bắt đầu hội tụ và sinh hoạt. Đến năm 2008, câu lạc bộ lướt ván ProLand được thành lập. Đây là câu lạc bộ duy nhất hiện nay tại Việt Nam có sinh hoạt bộ môn lướt ván trên sông bằng cano kéo. Thì với cái niềm đam mê, do đó anh em tụ tập với nhau để trao đổi, học hỏi, rồi cũng có đi nước ngoài để mà học về để mà gây dựng và phát triển cho tới ngày hôm nay. Lướt ván giúp người chơi xả stress hiệu quả, mọi âu lo, phiền muộn tan biến khi được lướt theo những con sóng trên sông. Giữa thiên nhiên mênh mông lộng gió, bên cạnh đó họ có những trải nghiệm mới mẻ cho cuộc sống của mình. Trước tiên mình chiến thắng bản thân mình trước, tại vì cái bộ môn này nó không phải giống trên bờ, kiểu giống trên nước thì nó bập bềnh, nó lênh đênh đó. Thì là nên mình để mình balance, mình cân bằng được nó thì nó cảm giác là mình chiến thắng bản thân mình, đó là một sự trải nghiệm vượt bản thân mình. Tưởng rằng sẽ kén người chơi khi đòi hỏi phải có sự dũng cảm và mạo hiểm. Thế nhưng, theo các huấn luyện viên, môn này khá dễ tập luyện nếu được hướng dẫn đúng cách. Chỉ cần cái người có đầy đủ sức khỏe, trẻ em thì khoảng 8 đến 10 tuổi trở lên, có một chút xíu về kỹ năng bơi lội để khi mà xuống nước mình đỡ có bỡ ngỡ hơn. Có chút xíu sức khỏe để mà anh em huấn luyện cho nó đơn giản thôi, chứ cũng không có cái gì mà khó. Tại vì đối với bây giờ tụi anh huấn luyện một cái người khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ là có thể chơi được. Môn thể thao này giúp người chơi vượt qua giới hạn của bản thân, rèn sự dũng cảm và táo bạo hơn trong cuộc sống. Không những vậy, đây là sự lựa chọn thú vị để rèn luyện sức khỏe. Bộ môn rèn luyện thể lực rất là nhiều, tại vì do là nó đốt cái calo mình kinh khủng lắm. Nó hơn chạy bộ, ở dưới nước thì nó nhiều áp lực nước rồi này kia, anh sóng rồi á, thì nó rất là mệt nha. Chơi bộ môn này nếu mà anh nhảy sóng 2-3 lần là coi như là anh đốt khoảng 50% thể lực của mình đó. Nên mình cần phải có một nền, mình muốn luyện một nền thể lực dồi dào và có sức khỏe thì mình chơi bộ môn này rất là tuyệt vời. Môn lướt sóng đang mang đến sự mới mẻ, đa dạng các loại hình thể thao giải trí, hấp dẫn người dân địa phương và du khách. Đó cũng có phần tạo nên màu sắc riêng của một thành phố năng động với các bạn trẻ sẵn sàng chinh phục thử thách.